Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ toàn Bắc Bộ đã tăng lên rõ rệt, cảm giác rét đã giảm đi nhiều. Hiện khối không khí lạnh vừa suy yếu vừa lệch ra phía biển, cùng với đó là hiện tượng sương mù tái xuất hiện. Từ khoảng 9 giờ sương tan, Bắc Bộ bắt đầu có nắng và sẽ duy trì cho đến chiều. Nhiệt độ trong ngày ở hầu khắp Bắc Bộ tiếp tục tăng nhẹ, sẽ duy trì ngưỡng nhiệt từ 19 đến 22 độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông, nên ở khu vực phía đông Bắc Bộ tiếp tục sẽ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nên nhiệt độ ổn định ở ngưỡng từ 18 đến 23 độ. Cũng là giai đoạn chấm dứt những cơn mưa ở vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên. Nhiệt độ trong ngày các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng lên từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng tới Phú Yên có nhiệt độ là từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận không mưa, trời có nắng sớm, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ 27 đến 31 độ. Gió đông yếu đi, những cơn mưa trái mùa tại Tây Nguyên và Nam Bộ không còn nữa. Cả hai khu vực sẽ đón ngày cuối tuần trong tiết trời nắng sớm với cường độ mạnh, cao nhất trong ngày trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, cục bộ sẽ có nơi có nắng nhẹ ở các tỉnh miền Đông, với mức nhiệt từ 33 đến 34 độ. Các khu vực khác nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Chỉ lưu ý là ban đêm tại Tây Nguyên vẫn rét nhẹ, với mức nhiệt từ 17 tới 19 độ. Còn tại khu vực Đông Nam Bộ, nhiệt độ về đêm thấp nhất từ 21 đến 23 độ, khiến cho trời se se lạnh.